Bài 13.7 này. Tìm dòng điện quá độ khi đóng mạch RLC hình 13.7, biết R10 là bằng 200 mD, C bằng 1000 mF, điện áp một chiều 40V. Và trước khi đóng khóa K hay tụ điện C trường làm điện. Đấy. Thế thì đầu tiên ta cũng tìm đi. Ở đây chúng ta nên làm cái gì trước? Tính dòng điện à? Tất nhiên tính dòng điện chỉ có tính dòng điện thôi. Dòng điện thì đơn giản rồi. Đó. Thế thì trước tiên là chúng ta tìm ở chế độ xác lập mới. Ở chế độ xác lập mới thì ghi này, ở chế độ xác lập mới vẽ lại cái sơ đồ cho chúng ta hình dung thôi. À, cái điện cảm L nó trở thành dây dẫn. Tụ điện C thì ra mình cứ vẽ vào. Đây là U. Đây là R. Còn N nó là dây dẫn ở chỗ này này. Thế thì Y xác lập mới đây. Y xác lập mới. Y xác lập mới này. Thì cái tụ điện C này này, đây là một chiều mà. Cái tụ C nó không cho cái dòng Y xác lập mới này chạy qua. Được chưa? Do đó chúng ta phải có Y xác lập mới bằng 0. 0 ampere. Rất là dễ. Những bài này nó cực kỳ dễ. Những bài mà ở mức độ mà nó sơ đồ nó ít nhánh này, ít các phần tử ấy, thì làm theo phương pháp tích phân kinh điển nó đơn giản hơn. Đấy. Tiếp tục này, phương trình đặc trưng này. Lập phương trình đặc trưng. Phương trình đặc trưng này. Sơ đồ là phương trình đặc trưng đây. Đại số hóa sơ đồ thôi. Cũng vậy R C đây. U R NP 1 trên CP. Ở đây chúng ta bỏ U đi chứ, xét vào. Xét vào P. Và xóa đi nhìn cho nó đẹp. Đúng không? Đây. Xét vào P. Ta nhìn vào đó. Bây giờ xét vào P bằng R cộng với LP cộng với 1 trên CP cho bằng 0. Khi đồng lên thì ta được là LCP bình phương rồi cộng với RCP cộng 1 bằng 0. Đó. Thay số vào. Thay số vào thì ta có là thay số. Thay số thì L là 200, 200 là 0,2. C thì 200 là 0,2 này. Nhân với C là 10 mũ 3 nhân 10 mũ trừ 6 thì còn 10 mũ trừ 3. P bình phương này cộng với RC, R là 10 này. 10 nhân với thay là 10 mũ 4, 10 mũ 4 thì 10 mũ trừ 2. R bằng 10 mà. P cộng 1 bằng 0. À, mạnh dạn bấm máy ta được biết là nghiệm nó là nghiệm phức kinh như nào, máy tính. Đây. À, lên máy tính như rồi. ABC thì như thế đúng không? A bằng 0,2 0,2 nhân với 10 mũ trừ 3 bằng B là 10 mũ trừ 2
bằng C bằng 1. Nghiệm đây là cặp nghiệm phức, đúng không? Thì đây chúng ta sẽ có là gì? Bằng này x1 hay là p1 đấy. P1 bằng trừ 25 cộng với 25 căn 7 y, và P2 trừ 25 trừ 25 căn 7 y, hay là y gì đấy, đúng không? Rồi chạy nó được chưa? Thế thì đây là chúng ta chính là dạng, có bạn nào còn nhớ là dạng đáp ứng tự do không? Từ đấy suy ra y tự do bằng cái gì nhỉ? Hả? Em ở đây. Ừ? Chỗ LCP bình thầy thay số thầy chưa thay C ạ? Chỗ nào nhỉ? Chỗ thay số ấy, cái đầu thầy thầy có C bằng 1.000 microfarad. C bằng 1.000 nhé. Thế thì mình thử thay lại nhé. L thì bằng 200 mili-henry đúng không? 200 mili-henry thì nó là 0,2, chuẩn chưa? Rồi. C thì nó là 1.000 microfarad. 1.000 thì được chuyển sang farad thì nó là 1.000 nhân 10 mũ 11 chữ 6. trừ 6. Thế 1.000 nhân 10 mũ trừ 6 rồi 10 mũ trừ 3 đúng không gì nữa? À rồi. Đúng không? Thế còn thằng này phải xem lại đấy. Để mình cứ xem lại, biết đâu nhầm thật. Và nhiều khi thầy thay số cũng nhầm nhầm nhầm, đôi khi cũng bị sai. Thế là 10 mũ trừ 2, bởi vì R chỗ này là RC, R bằng 10. 10 nhân với 1.000 là 10, 10 mũ 4. 10 mũ 4 nhân với 10 mũ trừ 6, 10 mũ trừ 2, chuẩn rồi. Thế còn đây là 1, chuẩn rồi, ok đúng không? Bấm máy này đúng rồi. Rồi, đúng rồi đấy. Thế thì đến đây chúng ta dạng của cái đáp ứng tự do. Đấy. Là chúng ta sẽ có một cái ẩn. Ẩn là gì? Ở đây chính là A. Đúng ra nó là hai lần module của A chấm rồi gì gì đó đúng không? Mình cứ đầy đủ là hai lần đây. Nó như nhau cả thôi mà, module của cái A này, A chấm này. Nghe thế thôi nhưng mà tí nữa cả thằng này nó A chấm nên nó ẩn thôi mà. E mũ gì? Trừ 25T. Đúng không? E mũ alpha T. Cộng nhân với, xin lỗi, nhân với. Cái này nhân nhá. Nhân đi, xóa đi. Nhân. Nhân với cốt của beta, đây là alpha cộng trừ g beta đấy, đúng không? Beta tức là 25 căn 7 t cộng một góc beta nào đó. Được chưa? Ở đây ta sẽ có hai ẩn này, ẩn là cái thằng này đầu tiên, đây là ẩn này. Và đây là ẩn này. Đó, được chưa nhỉ? Cái dạng mà nó dạng code, tức là đưa về dạng nghiệm của nó là nghiệm phức liên hợp này này, là chúng ta thấy rất là mỏi, giải ra bản thân giải chúng ta không phải là dễ dàng đâu. Đó. Được chưa? Ok, rồi. Thế tiếp tục. Bây giờ có thì chúng ta sẽ xếp chồng này. Xếp chồng góc này, xếp chồng nha, thằng tí nữa. Xếp chồng kết quả. Xếp chồng. Xếp chồng kết quả. Xếp chồng kết quả thì ta có y quá độ thì bằng y sắc làm mới cộng với y tự do.
ít sắc lầm mới thì bằng 0 rồi, chỉ còn y tự do thôi. 2 a chấm nhân với e trừ 25 t cos 25 căn 7 t cộng với góc beta. Chúng ta cần tìm góc này và thằng này thôi. Muốn đây là hai ẩn rồi, chúng ta phải có hai cái điều kiện đầu, đúng không? Vậy ta có sẽ phải có y tại không và y phẩy tại không. Đó. Tiếp tục chúng ta cứ để đấy nha. Nó sang cái phần mà gì tìm đủ điều kiện đầu, đúng không? Xong rồi sang tìm điều kiện đầu. Tìm đủ điều kiện đầu. Tức là ta phải tìm y tại 0 và y phẩy tại 0. Đó. Thế muốn tìm điều kiện đầu thì đầu tiên ta phải tìm gì? Sơ đồ ở chế độ xác lập cũ. Ở chế độ xác lập cũ. Xác lập cũ. Thì chúng ta thấy là cái khóa K nó mở ra. Thế dòng điện Y trên cái thì đương nhiên là Y xác lập cũ là bằng 0 rồi. Và UC xác lập cũ cũng bằng 0. Cũng bằng 0. Vậy theo luật đóng mở thì ta suy ra là Y đây chính là Y, Y trên L luôn đấy, đúng không? Y trên N luôn, bởi vì nó chạy qua N mà. Y tại 0 thì bằng Y tại trừ 0 và bằng Y xác lập cũ tại 0 bằng 0. Thế còn U C tại 0 thì bằng U C tại trừ 0 và bằng U C xác lập cũ 0 cũng bằng 0. Vô. Được chưa? Ok. Thế tìm đường này rồi. Bây giờ muốn thế tìm y phẩy thì ta phải viết phương trình vi phân. Đây chỉ có phương trình thôi. Phương trình vi phân. Phương trình vi phân. Đó. Thế phương trình vi phân ta phải... Thực ra không cần phải vẽ sơ đồ đâu, ta nhìn từ đây thấy ngay, nhưng thôi vẽ lại cho nào. Sẽ hình dung. U R C I thì ta có là RI cộng với L nhân y phẩy, đúng, y phẩy cộng với 1 trên u thôi, 1 trên c đó, tích phân của từ 0 đến t của y dt rồi cộng với u c 0 thì bằng u tại t bằng 0 thì ta sẽ có là thay luôn, thay số luôn là 10 nhân với y tại 0 bằng 0 rồi, 10 nhân 0 luôn. Nhân 0. Đó. Cộng với n nhân y phẩy, đây y phẩy nhé. Y phẩy. N là bằng 0,2. Nhân y phẩy tại 0. Tích phân từ 0 0 bằng 0 rồi cộng uc tại cộng 0 thì bằng gì? Bằng u, u là 40. Đó. Và từ đây thì ta tìm được là y phẩy tại 0 bằng 40 chia cho 0,2. 40 chia 2 thì được 2, vậy thì nó rồi nhân với 10 là 200. 200. Đúng không? Đó, y phẩy 200. Đơn vị là ampere trên giây. Rồi. Thế thôi, bây giờ chúng ta sẽ thấy này. À
Cái thằng tiếp tục này tìm. Lúc một tìm các hệ số. Đấy. Tìm cái hệ số ở đây cụ thể là A, và đây không phải là hệ số đâu mà đây là beta là góc. Đấy. Thế này chúng ta sẽ có cái phương trình. Ta viết lại cái phương trình nhé. Cái phương trình chúng ta viết sang bên này đi. Đây, ta viết cái phương trình đây. Đây là phương trình cái y quá độ này. Y quá độ thì bằng 2 a nhân với e mũ trừ 25 t cos của 25 căn 7 t cộng với beta. Đó. Được chưa? Thế đây là y. Thì ta cần phải y phải đạo hàm luôn nhỉ. Y phải luôn. Y phải quá độ thì bằng gì? Chúng ta đạo hàm này. 2 luôn a thì nó là hằng số rồi. Đấy, đạo hàm thằng này trước. Thì nhân với trừ 25 nhân với e mũ trừ 25 t với cos của 25 căn 7 t cộng với beta. Xong rồi cộng với đạo hàm phía sau, đạo hàm cái thằng cos này nhân lên trước này thì 2, hệ số vẫn vậy mà không thay đổi. Đạo hàm thằng này cos thì ra trừ sin đúng không? Thôi rồi, chỗ này có dấu trừ đi. Nhân e mũ trừ 25 t nhân đây có dấu trừ này, trừ 25 căn 7 sin sin của 25 căn 7 t cộng với beta. Đó, hay ta viết ra đây một chút, dấu trừ trừ 25 nhân với 5 là trừ 50, trừ 50 đúng không? Trừ 50. Tất cả đây như là đều trừ 50 luôn a ra ngoài. Trong còn cái gì? E mũ trừ 25 t cos của 25 căn 7 t cộng với beta. Được chưa? Rồi thằng này còn căn 7 cộng với căn 7 e mũ trừ 25. Mình có thể nhóm cả e mũ trừ 25 ra ngoài được. Sin của 25 căn 7 t cộng với beta. Rồi ok, đấy là cái chúng ta đã hàm và tính. Được chưa? Thì đây, ta đạo hàm đây. Bây giờ tìm thôi. Thì ta có là y tại 0 thì bằng 0, một y phẩy tại 0 thì bằng 200. Ta sẽ đây nha. Ta có y tại 0. Y quá độ tại 0 đã thì bằng cái gì? Y quá độ tại 0 thì thay cái thằng t bằng 0 ở đây, em cũng không thì bằng 1. Vậy thì nó chỉ còn có 2 luôn của a chấm nhân với cos beta. Và thằng này chính là bằng y tại 0. Y tại 0 thì bằng 0. Vậy ta được một phương trình thứ nhất. 2 y phẩy quá độ tại 0 thì bằng cái gì? Y phẩy quá độ tại 0 đây, thay 0 ở đây, thì ta sẽ được như sau. Cái trừ 50 a chấm này này, cái nó trong còn cái gì đây? E mũ
0 thì bằng 1 đấy, cốt của beta. Cốt beta rồi cộng với căn 7. Căn 7 sin beta và bằng y phẩy tại 0, y phẩy tại 0 thì bằng 200. Đó. Đến đây chúng ta giải cái hệ này cũng thấy mỏi rồi, đúng không? À, giải cái hệ này thì rất đơn giản thôi. Nghe thì thấy, nhưng mà chúng ta nếu không biết thì cũng rồi viết lại đây. Ta sẽ có hệ này. Cái thằng này thì ta sẽ được là gì? Cốt beta bằng 0 đúng không? Cốt beta bằng 0. Thằng này thì module A này cái 2, module A chấm này không thể bằng 0 được rồi. Không. Và chúng ta lưu ý chỗ này, thay cốt beta bằng 0 thì ta có trừ 50 căn 7 module A này nhân với sin beta thì bằng bao nhiêu? 200. Rồi. Đến đây giải cái thằng này chúng ta phải kỹ năng. Cốt beta bằng 0 ấy thì chúng ta sẽ có hai giá trị. Mình chỉ lấy góc, tức là một trong cái đường tròn lượng giác thôi chứ không phải cộng KIP đây. Giải lượng giác bỏ đây giống như giải chúng ta giải vật lý lớp 12 phần dao động ấy, đúng không? Thì chúng ta nhìn đây, cốt beta bằng 0 ấy thì beta là có hai góc là cộng trừ pi trên 2, đúng không? Thế nhưng mà nếu như chúng ta là pi trên 2, giả sử là pi trên 2, thay pi trên 2 vào đây thì chúng ta thấy rằng là sin pi trên 2 này thì bằng 1. Thế A chấm lúc này, module của A chấm, module cái thằng này giống như trị tuyệt đối thì không bao giờ âm. Thằng này 1 thì nó lại bằng âm mất thì đương nhiên nó thành gì? Sai. Vậy nhìn từ hai điều kiện này, thứ nhất là chúng ta sẽ giải ra, chúng ta sẽ có điều kiện như sau này. Thứ nhất là chúng ta phải có cos beta bằng 0, sin beta thì lại phải là âm. Âm với âm thì nó mới thành dương, đúng không? Đây số dương mà, được chưa? Và ta sẽ có cái thằng A này, module A chấm này là bằng này. Thực ra mình làm 2 luôn nhìn nhỉ, tí nữa 2, đằng nào 2 bằng. Thì bỏ một số 0 đi, nhóm 2 thôi rồi, 2 thì thành 200 trừ 200 chia cho 25 căn 7 sin beta. Sin beta chắc chắn là bằng 1 rồi. Đó, rồi cái giải này chúng ta sẽ có ngay là beta là bằng sin beta, sin beta là trừ 1 chứ, bằng trừ pi trên 2. Đấy. Và 2 bằng bao nhiêu? Bấm máy, đúng không? Thằng này 1 rồi, bỏ thằng này trừ 200 xem nào. 200 chia cho 200 chia cho 25 căn 7 bằng 8 căn 7 trên 7. Đó. 8 căn 7 trên 7. Vậy thì từ đây thì ta sẽ có này, ta sẽ có y quá độ bằng thằng này đây rồi, đây dạng đây, y quá độ đây là 8 căn 7 trên 7 e mũ trừ 25 t cốt 25 căn 7 t cộng với pi trên 2, cộng pi trên 2 hoặc cộng với 90 độ như vậy thôi. Ampere. Đó. Thì đây chính là kết quả của chúng ta. Rồi. Cái bài mà nó có liên quan giải với sin với cos này thì rất là phức tạp, nó không đơn giản như nghiệm đơn, gặp nghiệm phức là phức tạp như vậy đấy, nó dài. Đạo hàm nó cũng khó. Hả? Trừ pi 2 đúng rồi, xin lỗi. Vừa trên trừ pi 2 này cộng pi 2 rồi đúng rồi, cảm ơn em. Chỗ này sửa thay là trừ pi 2, chuẩn rồi. Rồi, cảm ơn em. Đấy.
đến phút cuối rồi vẫn còn bị xa chân, nữa bước khổ thế, đúng không? Không để ý cái nào thì toang rồi. Ok rồi, cảm ơn em. Đấy, nó trừ pin 2 chứ không có pin 2. Chúng ta nhìn nha, cách giải hạn chúng ta lưu ý thằng này bằng 0 này. Thế nhưng mà vì thằng này nó luôn dương, mô đun của một số phức thì luôn dương, hay là khác chúng ta tưởng tượng giống trị tuyệt đối của một số ấy. Luôn dương thì cái chỗ này thằng này nó phải âm, âm thì góc phải trừ pin 2, xin trừ pin 2 trừ 1 mà. Đấy, nó thấy chưa? Còn nếu không có điều kiện, hoặc là nếu thằng này mà nó là gì cộng thì đương nhiên là thằng này phải dương. Đấy, ta lưu ý để loại nghiệm. Rồi, thế thôi. Rất đơn giản. Bài này thì dễ,